Ôi giời, hoa này. Giới thiệu với các anh đặc thù của cây này. Vâng. Là ở trên cái vùng này nó mới có cái rêu phong này. À vâng, đây đây. Nóng không bao giờ có rêu lên tận đây. Đúng rồi. Đấy, đây là rêu đến tận cảnh luôn. Đấy, như này. Thường nhiệt độ ở đây nó sẽ dao động khoảng bao nhiêu độ bác nhỉ? Nhiệt độ ở đây cái mùa hè thì vâng, nó ở mức độ như là 18 30 độ C. Dạ. Đây vâng, là nóng nhất đấy. Vâng. Đây cháu thấy cái hoa này này đẹp bác này. Cây này. Đây, đây nó. Cây này bé tí thôi. Vâng, đây này. Vâng, đây là màu đỏ đúng không? Nhà tôi không những là gì, ai mua cây thuê cây thì bán cây rồi cho thuê. Vâng. Ngược lại cái quả này này. Vâng. Lại bán cho Trung Quốc nó mua để về nó làm giống. À Trung Quốc mua lại à? À, xin kính chào bà con và quý vị khán giả đến với kênh Làm Nông TV. À, và tôi là Thế Anh. À, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một vườn đào thất thốn. Và mời quý vị và các bạn cùng theo chân tôi vào bên trong để chiêm ngưỡng những cây đào đang chuẩn bị khoe sắc ạ. Xin mời quý vị và các bạn. Dạ, chào chào bác ạ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là bác Tá, là chủ vườn trồng cây đào thất thốn ạ. Dạ vâng. Bác có thể giới thiệu cho quý vị khán giả được biết về cây đào nữa không? À vâng, rồi. Vâng. Bà cáo với anh là đây là giống đào thất thốn. Thất là gì? Thất là bảy, thốn là tấc. À là bảy vâng. Tấc. Dạ. Cây đào này là có hoa. À vâng. Cây đào này nó xuất xứ tức là của Trung Quốc. À vâng. Thế và nó được trồng ở tại đất Mộc Châu Sơn La. Dạ vâng. Giống đào này tôi đã đưa về đây là đã là 20 năm rồi. 20 năm từ rồi. Từ năm 99. Dạ. Vâng. Từ năm 99. Vâng. Đây là cái tất cả là cây này được bao nhiêu năm rồi bác? Bác trồng đấy. Cây này thì nó chỉ độ khoảng 12 năm thôi. 12 năm. Còn các cái cây to kia là vâng, nó là 18 20 năm rồi đấy. 18 20 năm. Vâng. Vâng. Cây này là tháng mấy thì nó sẽ ra hoa hết à bác? Cây này ấy, thì đặc thù của cây đào thất thốn này là dạ, chỉ có vùng lạnh nó mới ra đào ra hoa được tự nhiên. À vâng. Đây là cây đào của nhà tôi, đào thất thốn năm nay là nó có hai, nó dư nhuận 2 tháng cho nên không phải tác động về kỹ thuật, nó cũng đã tự ra hoa. À thế ạ. Chứ còn ở vùng khác, thí dụ như ở Hà Nội thì tôi trồng vâng, ở Hà Nội là không bao giờ có hoa, chỉ phát triển cây thôi. À vâng. Bởi vì tôi là có hai cơ sở. Một cơ sở ở Mê Linh, Hà Nội, vâng, ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện dạ, Mê Linh. À vâng. Thì cái cây ở dưới Hà Nội là không bao giờ có hoa. Vâng. Phải đưa lên Mộc Châu thì nó mới đủ độ lạnh nó mới có hoa. À tức là phải đảm bảo cái yếu tố thời tiết đúng không ạ? Và nhiệt độ. Cái cây đào này thì nó có khó trồng lắm không bác nhỉ? Cây đào này báo cáo với anh là rất dễ trồng. Dạ trồng vâng, như cây đào khác. Vâng. Nhưng mà có một cái điều là bí mật nhất của nó là gì? Làm sao có đủ nhiệt độ về độ lạnh thì nó mới có hoa. Dạ, cái đó là bí vâng, mật của nó vâng, thôi. Vâng. Cháu thấy kia nó lói bói có hoa rồi bác kìa. Dạ, bác đúng không ạ? Đúng. Hoa của nó kia đúng không ạ? Vâng. Chị... đây. À đây là nụ đây. Vâng, đây. Nụ đây. Rất nhiều nụ. Đây, nụ nó như đấy. Đây giờ nó đứng chung chúm ra đây nha. Dạ đấy, vâng. Đấy, đây là cái nụ đó này. Vâng. Và các cái mắt này, tất cả các cái đầu này đây, đây là nụ hoa. Đấy, dạ, phân bố mà hoa hết rồi. Vâng. À đây nè, gần này gần Tết là nó sẽ nở bung rồi đúng không ạ? Kia cháu có thấy kia đúng không bác? Kia, cái hoa của nó đây ạ. Vâng. Vâng, đây. Đây hoa đây đúng không ạ? Ô con chó xinh quá. Ô đây hoa của nó đây bác. Vâng, đẹp quá nhỉ. Vâng. Đào thất thốn đúng không ạ? Vâng. Thì ví dụ như là bác mà bán thì giờ bác phải đánh cái gốc này lên hả bác? Vâng đúng ạ. Đánh cái gốc tức lên là ở những cái vùng có đủ độ lạnh. Vâng. Ví dụ như ở đây ở Mộc Châu. Vâng. Hoặc là ở như trên Sa La. Dạ. Thì đặc thù là cái này nó có đủ độ lạnh cho nên là thân cây tự dưng nó sẽ có cái rêu phong mốc mắc như thế này. À cái này rêu này là đấy, tự nhiên đúng không? Tự nhiên. À vâng. Đấy, trên cái chậu này thì đây là cái rêu này, rêu ngoài đất cho vào thêm thôi. Vâng. Đấy để cho nó đẹp. Vâng. Còn đây tất cả đây là trên cây luôn. Vâng. Thế hiện tại ở vườn nhà mình ấy thì có khoảng bao nhiêu gốc của bác? Tôi có thể có hàng 5-700 gốc. Nhưng 5-700 gốc? Vườn cách đây độ nửa cây cơ. À thế ạ. Vườn ấy, còn đây là đào đây để về để cho lên chậu để bán vì đây nó có cái mặt đường. À vâng, đây là chỉ là đại diện thôi vâng, đúng không ạ? Đại diện thôi. Còn các anh mời các anh vào trong vườn trong kia thì xem bác hát luôn. À thế ạ. Vâng. Ở đây này. Đâu ạ? Đây này. Vâng. Đây cái bà hoa này. Vâng vâng đây. Đấy. Vâng.
Thế thì ví dụ như mà đến đến mùa ấy bán ấy thì bác bán cái cây này bao tiền bác? Cây này nó độ khoảng 30 triệu. 30 triệu một cây này? 30 triệu cây này. Ôi dồi. Bởi vì thất thốn nó phải ở vùng này nó có hoa, còn nơi khác không có hoa thì cây này nó hiếm hơn. À vâng. Nhưng mà ví dụ như mà lấy về Hà Nội ấy thì nó có hoa sẵn, nó xuống lấy về Hà Nội thì có được không bác? Mang cái cây hoa này về chơi Tết, chơi Tết xong thì lại phải đưa nó trở lại vùng này. À vâng. Chứ nếu mà các anh để ở Hà Nội thì nó chỉ có lá thôi. Vâng. Chứ nó không ra hoa, không quân bốn mùa hoa. Đấy là đặc thù của nó. À thế ạ. Thế cho nên rằng tôi mới có hai cơ sở là như thế. Vâng. Ví dụ như ở Hà Nội chỉ mang về chơi Tết. Dạ, hoặc vâng. là nuôi cho nó tốt lên. Vâng. Sau đó lại đưa lên Mộc Châu. Để vâng. nó có đủ lạnh, ta mới phát triển được. Vâng. Mới bán được. Vâng. Vâng. Cái cây này nó phát triển hết cỡ chưa bác? Hay là nó còn to lên to nữa hả? Nó vẫn to hàng năm. Nó vẫn to lên đúng không? Nó sẽ đầy gốc lên đúng không? Vâng. Vâng, nó sẽ đầy gốc lên đúng không? Cái vườn trên của tôi thì nó lại hơi khó đi. Giá à thế ạ? Nó sẽ đi và các bạn lên lấy xem. Vâng, vâng. Có cây to, cây bé, có cây hiện nay còn đứng lá, còn đứng xanh đen. À thế ạ? Nó còn non. À đây. Đó. Bác cho cháu lên xem thử cái vườn trên. Đi xa đấy, các bạn đi được không? Đi được ạ. Được, đi vâng. đi. Đây này, cây này có thể nó ra hoa từ ngay trong thân cây ra. Đấy. À vâng. Đấy, đây. Vâng. Đấy, rét nó đứng lại đấy, nếu không nó nở đẹp lắm. Dạ vâng. Đây này, các bạn có thể cận cảnh từ những cái hoa của nó đây. Đấy, đây này. Vâng. Đấy, anh có thể đi vào đây ra. À, nhẹ. Đây, đây, đây. Rất đây. Nhiều hoa. Đây. Nó nở nụ to. Ừ, đấy, đây. To thật đấy. 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 Thích quá bác nhỉ? Vâng. Đây tất cả các cái mắt nhỏ nhỏ này là hoa hết đây. Anh thấy vâng, đây. Đây đây. Đấy cận cảnh vào thì sát đây thì mình thấy rất nhiều hoa luôn. Đây nha. Đấy. Vâng. Đây nó có ra mầm các thứ vâng. xuân. Ra lọc cây này đến nếu Tết ra chơi. Đây vừa nó có vừa hoa này, vừa lá này lọc nhé. Dạ. Vừa có quả luôn. Vâng. Đấy các cái này. À cái cây này nó có quả luôn hả bác? Ừ đấy cây này nó có quả luôn. Đây. Vâng. Thì thường như ví dụ như mà bác trồng ấy thì là bác phải chiết hay là như nào? Không, cây này là thế này. Cây này có hai phương pháp. Vâng. Một là dùng cái hạt nó để gieo ra để lấy coi như là lấy cây. Lấy mầm từ đấy. Hạt lên. Không à, từ vâng. hạt lên luôn. Thứ dạ. hai là phương pháp ghép. À ghép. Vâng. Đấy. Ghép thì cái kỹ thuật ghép của cây này là phải ghép thật sát gốc. Vâng. Thì nó lên trên nó mới đẹp được. À đây chính cây này là cây ghép cách đây đã 18 20 năm rồi đấy. Tức là ví dụ ghép với lại cái cây đào đào ta được không bác? Đúng rồi, vẫn phải dùng đào ta để làm gốc ghép. À vâng, vẫn dùng đào ta để ghép cái cây này. Cái đó lại không quý bằng cái ta gieo hạt nó lên từ lên thì nó có cái củ của tỏi. Nhưng mà nó lại lâu. Không, không đâu, nó lên cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng à, mà thế có ạ? Cái điều là từ hạt nó lên thì nó có một cái củ rất đẹp. À, nhưng vâng. mà nhược điểm cái anh này ấy, gieo cũng rất khó. À vâng. Gieo rất khó, phải có một kỹ thuật siêu đấy. À thế ạ. Vâng. Đây. Ừ. Cây nó khỏe đúng không bác nhỉ? Vâng, cây này khỏe lắm. Vâng. Cây này có được cái rất hay là cây. Cái hoa của nó ấy, nó có một loại hoa duy nhất hay là nó còn nhiều loại hoa à, không? Nữa? Cây này thì có đến 3 loại hoa. À, tức là vâng. ba giống đào thất thốn. Vâng. Ba giống là màu hoa gọi là đây là gọi là đỏ đỏ. Vâng. Thế và có loại thì lại là bạch. Bạch. Vâng, và có loại màu hơi tím tím một chút. À, đấy, nó cũng nhiều màu đúng không ạ? Vâng. Vâng. Cái này là màu hồng đúng không? Màu đây là gọi phai. Là màu đỏ. À màu đỏ. Màu đỏ. Mà bản thân cây cũng lại có hai vấn đề. Vâng. Vấn đề người ta gọi là đào thất thốn đỏ, tức là cạo thế này ở trong cái da này nó đỏ à. Và cạo ra nó ra xanh. Đấy là hai vấn đề gì đấy. Đây là cây xanh. À đây ạ. Vâng. À vâng. Đấy, đấy thì cho nên người mua phải xanh mới biết được cái đó. Xanh mới biết được đúng không? Ừ. Còn nếu không biết. À thế ạ. Ừ. Vâng. Đây này cái cây này nó ra hoa rồi này. Ồ ra hoa này. Đến cái lúc mà nó mà đến cái mùa ra hoa chắc nó bung hết lên đẹp lắm bác nhỉ? Cây này bác bán bao tiền? Cây này có lẽ cũng phải độ 15-16 triệu. Phải hỏi cái anh kia. Vâng. Tôi chỉ biết làm thôi. Không à thế ạ, vâng. Không biết giá đúng không? Vâng. Anh kinh doanh bác biết giá. Dạ vâng. Bác có nhà sàn đẹp quá bác nhỉ? Vâng vâng. Bác mới làm hay làm lâu rồi bác? Cái thế à. Cháu thấy cái nhà sàn này rất đẹp mà. Đấy, tôi ngoài chứ ra đây bạn đi vào đây. Vâng. Cây này. Đây, thí dụ đây là cây đào gỗ đỏ nhé. Đào gỗ đỏ. Đây đây ạ. Người ta vạch đây ra này. Cái màu đỏ. Anh thấy đỏ đấy chưa? À vâng, đây đây đây. Là chỉ có cái màu xanh. Thế gọi là đào thất thốn xanh, không có giá trị. À, tức là phải cây đỏ mới là gỗ đỏ, là hoa đỏ rồi chứ gỗ trong đỏ thịt của nó đỏ, bì của nó đỏ. Tức là mình phải có kinh nghiệm thì mới chơi là phải có kinh nghiệm.
Đó. Đấy mới là vấn đề cái người chơi dần dần cái hiểu. Đúng rồi, chơi thì có kinh nghiệm thì mình biết được. Biết cái kỹ thuật này không nói thì người ta không biết. Đúng rồi. Bác trồng cái cây này được bao nhiêu năm rồi? Nếu mà tôi thì liên quan cây này rồi hơn 20 năm rồi đấy, cái ngành trồng cây này. À, đấy à. Thế là bác là chuyên là cung cấp cây giống rồi các thứ đúng không? Tôi thì là cái người mà làm kết hợp cùng với Bộ Nông nghiệp. À vâng. Giữ cho Bộ Nông nghiệp được một cái tập đoàn giống cây ăn quả ôn đới. À vâng. Có là mận mư hồng đào. À. Đó, thế cho nên trong cái quá trình tôi làm rồi được đồng chí Bí thư Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm. À vâng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạ thăm. Vâng. Và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm. À vâng. Và lãnh đạo các nhà khoa học thì đây cho nên trong này các bạn mới có thể vào đấy. Mình nói như thế rồi các bạn quay lại hình ảnh đó. À dạ vâng. Đấy, mời anh vào đây. Vâng. Ở đằng sau kia là bác trồng cái gì hả bác? Ở trên đấy là hồng. À bác trồng hồng. Nhà sàn đẹp quá bác ạ. Và à đây là các nhà khoa học và lãnh đạo đúng không ạ? Báo cáo anh là như thế này. Dạ. Anh đứng bên này. Vâng. Anh nhá. Đây là chính nguyên Tổng Bí thư Lê Khả. Vâng vâng. Lúc này ông nghỉ rồi. Đây là bác thư. Vâng. Thế còn đây là bác Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạ. Dạ vâng. Bác này là bác cái lúc là Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạ từ năm 99-2000 bác cái đôi một số cái cây. Vâng. Ngoài về tôi là cái người lĩnh hội. Dạ vâng. Đó. Vâng. Đây Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạ. Dạ vâng. Đây là đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu này. Vâng. Còn đây là các cái đoàn. Dạ vâng. Đây là bác Trương Vĩnh Trọng. Dạ vâng. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Còn đây là đồng chí Bộ trưởng Cao Đức Phát. Vâng. Đấy. Còn đây thì rất là nhiều. Đây là một cái tập hợp này của 4 viện. Dạ vâng. Đây là đồng chí Giám đốc viện Bắc. Đây là bác Bộ. Còn đây là bác Hải ở Viện Rau Quả Trung ương. Vâng. Đây là bác Đỗ Đình Ca Rau Quả Trung ương. Còn đây là tôi. Vâng. Đây là xã nhà tôi. Vâng. Còn hiện nay bác này là bác Lê Quốc Danh, hiện nay là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Vâng. Hiện nay đương làm. Dạ vâng. Còn đây là đồng chí Hàm là Viện trưởng Viện Di truyền. Dạ vâng. Đây bác Đỗ Năng Vích là Phó Viện trưởng Viện Di truyền. Đấy, thế còn đây là chuyên gia. Dạ vâng, chuyên gia nước ngoài. Vâng. Đấy, đây là chuyên gia. Và đây bác này là bác Phạm Minh Chính. Dạ vâng. Hiện nay bác đương giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương. Dạ. Như lúc bấy giờ trước đây bác cũng liên quan đến cái cây hồng này bác tham gia vào chương trình này. Vâng. Ở đây bác Tống Khiêm. Vâng. Đấy là tổng giám đốc quyền lực quốc gia lúc bấy giờ. Vâng. Còn đây là anh này là người chuyên gia Úc. Vâng ạ. Đó, thế thì lãnh tụ đi thăm các cơ người. À vâng. Còn đoàn công tác văn phòng chính phủ nói chung nhiều vấn đề. Dạ vâng. Vâng. Thế bác cho cháu ra xem thử là cái vườn đào trên kia xem. À, vâng được rồi. Vâng, thế bác đi. Cháu mình đi lên rồi, thử xem rồi. Nào. Các bạn kia nó lên trên đó rồi ấy. À thế ạ. Đây là giới thiệu là một cái quy trình công nghệ đơn giản là gì? Là đường ghép. À đây là đang ghép đây hả bác? Đường ghép mắt đào thơ thốn vào đây. À, nó ghép ở chỗ nào bác? Đây là bản thân nó chỉ là một cây đào dại ghép đây. Đây chính là cái mắt ghép. À mắt ghép của nó vào đây. Mắt ghép vào đây. Xong lấy về mình trồng ạ. Ừ, xong lấy trồng về. Đấy. Ví dụ cháu lấy một cái cốc này về cháu trồng thì có được không ạ? Anh trồng thì được thôi. Dòng ở đất nào cũng vẫn cứ lên. Thế nhưng mà không có đủ độ lạnh thì không ra hoa. À nó lại sao không ra hoa, nó vẫn chỉ có mọc thôi đúng không ạ? Đúng rồi, nó mọc cây vẫn phát triển bình thường nhưng không bao giờ có hoa nếu ở vùng nóng. Đây, giới thiệu các bạn biết là cái cây này mới là cái cây gieo từ hạt trở lên. À, từ hạt của nó lên. Cây này là cây ghép. Cây ghép. Dùng cái gốc dại để vâng. Ghép mắt đào tơ thốn vào đây. À vâng. Như cây này bán không đắt tiền một cây này. À cây này đắt hơn. Cây này chỉ có 50.000 đến 70.000 một cây thôi. Dạ vâng. Như cây này đứng bán là 150-200 một cây này. 150. Mà bé này thôi. Ở đây bác phải có người canh chứ mà không canh đấy. Không. Cái đó không muốn nói, đây không có đấy. Thế thì tại sao người ta thích? Đấy là gieo trên một cái bầu đất. Vâng. Tức là cây này xong nó lên một cái củ nó ở đây. À vâng. Đẹp. À. Đấy. Đứng đây. Vâng. Nó lên những cái tơ mầm này đẹp nhỉ. Đây nó đừng lẫn cỏ không ra. À đây cỏ. đây. Cái đây. Tỷ lệ sống của nó có cao không bác? Nếu mà cái này phải dùng một cái công phương pháp. Vâng. Mình có cho cái gì phân gì vào đây? Có chứ, phân do đầy đủ các thứ vào. Vâng. Tưới các thứ. Đây đây, cụ thể cái cây này nó lên đẹp đây.
Vâng. Nhưng cây này là đẹp rồi đúng không ạ? Là sống 100% đúng không ạ? Cây nào cũng sống rồi. Vâng. Mùa này thì đào rụng nái. Vâng. À đây đây. À đây những cái cây này là đã xong rồi đấy ạ. À 1 năm tuổi cây nó sẽ như thế này. Vâng. Ủa nó chắc phết đấy bác. Xong. Và ví dụ như sau này nó lớn lên bác. Sau này nó lớn lên thì nó sẽ là nó sẽ tự dụng hay là mình tuốt cái lá này nhiều ạ? Nó tùy theo từng địa bàn. Nếu như địa bàn nào mà địa bàn ấm nóng thì vâng. Khi muốn cho nó ra hoa thì ta phải tuốt lá vào bao nhiêu ngày sau. Vâng. Cho tới cái loại này khác loại này à? À đúng rồi, cái loại này nó già ngày hơn. Tức à là, vâng. Tức là ghép nó lâu. À hơn. Đây ghép đây này, xong nó sẽ mọc lên mắt ghép đây đúng không bác? Vâng. Tức là gốc là gốc cây đào dại. À vâng. Gốc đào dại. Đấy, mời các bạn ra xem cái vườn to đằng này. Vâng. Đây là chặt những cái cây đào này đi xong rồi lấy ra ghép. Đúng rồi. À vâng. À đây này. Đây này. Đấy, kéo đi. Đứt. À vâng vâng. Đấy. Đây là sau khi ghép rồi. Ghép xong đây đúng không ạ? Đấy thì nó lên mầm. Kéo đứt mầm. À vâng vâng. Không cháu đấy, cầm đây đâu. Vâng. Đây đầu dài. Cái lá nó dài ra. À, như kia cây đầu thất thốn lá nó ngắn thế này mà nó to. À. To lá. Xanh màu đen và nó mau đào thất thốn này à đào ta này từ đây là cái khoảng cách từ lá nọ là khi nó dài dạ vâng như thất thốn nó xít vào nhau à thế ạ thất là gì ví dụ như bác bán cái này bán bao nhiêu tiền bầu này một cây này bây bán giá $50,000 à cũng rẻ đúng không nếu mà vâng nếu mà bán nếu mà cái ghép này cũng rẻ đúng không à đi bác có trồng đây cả khu này luôn ở chỗ này phải hàng nghìn gốc chứ bác nhỉ. Hàng vạn cây chứ làm gì mà ấy. Đây vâng. Hàng vạn cây. À vâng. Ôi đây này hoa đẹp lắm này. Ui giời. Đấy, ôi đây hoa tuyệt vời. Đây này, hoa đẹp quá nhỉ bác nhỉ. Nó nở bung như này bác. Này. Đấy, hoa đấy. Vâng. Đó. Ui giời, đẹp quá. Tết nhỉ, Tết nó mới nở bác nhỉ. Vâng. Nó nở bung này trên này. Thế cứ xin mời các bạn coi như đây, đứng ở đây để coi. Chụp cái vườn này. Vâng. Đây, đúng rồi, cái cây này. Dạ vâng. Giới thiệu cây đại thụ này cho anh xem. Đây là cây to nhất đúng không bác? Ừ. To nhất. Cây này bao nhiêu năm rồi bác? Cây này nó là 18-20 năm rồi. 18-20 năm rồi. Đây, tất cả cái vườn đào này, cây nó to là đều là ở cái mức độ 18-20 năm hết. Tức là nó cũng từ cái cây nhỏ nhỏ ra mình cứ trồng cứ để đây. Từ cây nhỏ ghép đi. Không, mà đánh đi đánh lại nhiều lần đấy. À, tức là người ta mua về đúng chơi rồi. Xong là Tết như mình lại... người ta thuê, kiểu thuê. Rồi, đúng rồi. Vâng. Đấy, bây giờ các bạn mà thích thì cứ liên hệ với tôi. Có, chắc chắn rồi, chắc chắn là... Số điện thoại của tôi nhé, số điện thoại của tôi là 0979... Dạ vâng. 377215. Dạ vâng. Đó thì là coi như là cũng thích thuê, thích mua thì nào cũng được. Nào cũng được, đúng không? À, chiều tất. Chiều tất. Đây, đây. Ôi giời, hoa này. Giới thiệu với các anh đặc thù của cây này. Vâng. Là ở trên cái vùng này, nó mới có cái rêu phong này. À vâng, đây đây. Nóng không bao giờ có rêu lên tận đây. Đúng rồi. Đấy, đây là rêu tới tận ngọn cảnh luôn. Và vẫn thiên ngang cả. Thường nhiệt độ ở đây nó sẽ dao động khoảng bao nhiêu độ bác nhỉ? Nhiệt độ ở đây về mùa hè thì vâng. Là nó ở mức độ tức là 18 đến 30 độ C. Dạ đây vâng. Là nóng nhất đấy. Vâng. Thế còn cái mùa đông này thì chắc có lẽ là như ngày hôm nay, ngày mai đây này. Vâng. Thời tiết nó nói là lạnh nhất là 4 độ. À thế à? Đó. Vâng. Đây cháu thấy cái hoa này này đẹp bác này. Cây này. Đây này, đây nó cây. Cây này bé tí thôi nhá. Vâng, đây này. Rồi, đấy, màu đấy. Vâng, đây là màu đỏ đúng không ạ? Màu đỏ. Cây này thì được bao nhiêu năm rồi bác? Cây này thì mới thôi. Vâng. Cây này thì mới được 5 năm. Vâng. Đây là những cây này chuẩn bị lên đây đúng không ạ? Vâng. Ô trên kia còn nở ác hơn bác ạ. Vâng. Đấy. Tất cả khu này luôn là của bác hết ạ, đúng không ạ? Vâng. Ôi, còn một cái vườn trong kia đấy nhá. À, vâng. Đi thẳng đây ra. Đất đây nó tốt bác nhỉ? Vâng, đất thì đất nào cây nó vẫn sống thôi. Vâng. Có cái điều là khí hậu mới là quan trọng. Ôi, cây này nở, chỗ này đẹp, đẹp quá này. Ờ, đấy, lên sạc đàn đây. Ôi, chỗ này đẹp quá này, hoa nó nở hết rồi đây này. Không, nhiều hoa lắm. Vâng. Nhà tôi không những là gì, ai mua cây thuê cây thì bán cây rồi cho thuê. Vâng. Ngược lại cái quả này này. Vâng. Lại bán cho Trung Quốc nó mua để về nó làm rừng.
À Trung Quốc mua lại à? Cháu mới đầu cháu nghĩ là cái đào thất thốn này là chỉ có Trung Quốc mới trồng được thôi. Đúng rồi. Đầu tiên nó là như thế. Vâng. Nhưng mà cái vùng nào lạnh, biên giới Việt Nam với Trung Quốc thì nhiều nơi nó rộng đấy. À vâng. Thì người ta không để ý đến, người ta không quan tâm. Vâng. Thế thì đấy, cái hạt nó rất khó mọc cho nên nhà tôi lại bán cái hạt. Bao giờ thì nó ra hạt ạ? 15.000 một cái hạt này. Thế cơ. Đây, một cái quả đây, đại khái. À, đây. Cái quả của nó đây. Nhưng mà có ăn được không bác? Ăn thì nó có cùi đâu, ăn mà ăn có mỗi hột không? Ngoài cái vỏ. Nó không có cái vỏ mà nó chỉ có một hột thôi. Nó ạ? Không có cùi, nó có hột. À, cái cây này là chỉ để chơi hoa đúng không ạ? Chơi hoa. Vâng. Cái quả này cái mùi thì rất là thơm. À thế ạ. Nó chín rất thơm nhưng mà ăn thì không ra gì. Vâng. Mà chủ yếu là nó cạnh. Đây cây này đẹp này, cây này đẹp. Cây này thì hoa ra bát ngát này. Hoa này, nó đang nở. Ừ. Bung ra này cơ mà. Đấy. Thế là ví dụ gần Tết là ai thích chơi là vâng. Là bây giờ đã có người mua chưa bác? Người đặt chưa? Vừa rồi có người ta đào đi rồi đấy, đào khá nhiều ấy. Cây vâng. Đẹp rồi đào đi rồi. Đào đi rồi. Đẹp quá. Đây này. Thế là bác mười mấy năm mà chỉ có trồng đào đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn từ các bạn nhiếp ảnh ở trên Thái Nguyên. Dạ vâng. Đấy, cái đoàn nhiếp ảnh ở trên Thái Nguyên là các bạn về đây là các bạn xác định đi rất nhiều nhưng mà thấy là tôi có một vườn đào thất thốn là to nhất toàn quốc. À vâng. Trong kia là có bác 10 lời trong ở đây là bác to nhất cả Việt Nam luôn đấy à? Nhiều vườn. Nhiều cây nhất. Mà nhiều cây nhất luôn của Việt Nam luôn đúng không ạ? Nhiều cây đào thất thốn này. Thất thốn to. Vâng. Và nhiều là nhất toàn quốc. Nhiều nhất toàn quốc luôn. Vâng. Ở trong miền Nam thì có bác 10 lời ở như Đà Lạt. Vâng. Như bác nhiều chục hoa đào thôi. Dạ vâng. Nhưng không có đào thất thốn nhiều. À. Còn riêng tôi đây, hoặc ở Hà Nội. Vâng. Thì ngay chỗ Nhật Tân. Vâng. Có bác Hàm cũng có mắc vườn đào thất thốn. À dạ vâng. Mà tôi biết là sở khoa công nghệ hay này khác là cho rất nhiều tiền để làm cho nó ra hoa. À vâng. Nhưng mà cũng không ra được đúng không? Có ra nhưng không đáng kể. À vâng. Đấy, nhưng ở đây của mình có một cái thiên nhiên ưu đãi. Đúng rồi, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu các thứ đúng không ạ? Của bác Hàm ở Hà Nội chắc là ít hơn thế này nhiều, không có cây to này đâu. Đúng rồi. Mà nó làm gì nhiều như này? Mà hôm nay nói chuyện bác Hàm, nếu bác Hàm mà có xem tin. Lúc nãy cháu nghĩ là bác chỉ có mấy cái cây gọi là trưng bày đấy thôi, nhưng mà lên đây đúng là thật quá nhiều. Một ở nhà trưng bày nhé. Đây mới là một cái vườn nhé. Còn một cái vườn nữa cách đây nửa cây số. Nửa cây nữa? Nửa cây nữa. Thì đối với này. À thế ạ. Mà thôi hôm nay đi về không nếu, nữa. Nếu mấy cái vườn này thì nếu mà tính giá trị ra thì cũng phải vài chục tỷ đó nhỉ? Nói thế làm gì cho nhiều quá, nhiều người nhiều tỷ, mình có tỷ đâu. Thế như thế. Đấy, còn như... có nhiều. Vâng. Nhiều đấy, đi vâng. Các bạn nghe nó có phải là nhất toàn quốc không? Nhất đấy. Đấy kìa. Còn chưa tuốt lá kìa. À, lá cái kìa. Này là phải tuốt lá đi đúng không bác? Nó sẽ rụng. Như trên này tại sao thuật nó rồi. À vâng. Đây sẽ tuốt lá đi đúng không ạ? Đây là cái đường để. Vâng. Để. Dạ. Không tuốt lá mình đường để. Vâng. Nếu như cây này mà để lá thì xấu đúng không? Đấy để lá thì nó thế này thôi. Nhưng mà nó sẽ không ra hoa đúng không ạ? Ừ không. Không có hoa thì có hoa muộn. À vâng. Đây là kỹ thuật đấy. Thì tầm thường là tháng mấy thì là mình sẽ tuốt cái lá đi. Đại khái là anh thích nó nở sớm thì anh tuốt sớm. À mình cũng có thể hãm được nó đúng không ạ? Hãm hoặc là hãm cây đào hoặc những cây khác. Thích cho ra hoa, thích cho nó là phát triển sinh trưởng hay là phát triển sinh thực thì do người kỹ thuật người ta sẽ làm. Vâng. Thứ nhất, thiến đào đảo quất. Vâng. Đó là cái vùng ở như Quảng Bá Nhật Tân người ta làm giỏi lắm. Dạ vâng. Thế bây giờ mình muốn cho nó ra hoa sớm. Vâng. Thì mình tuốt hết lá đi. Cái này có phải phun thuốc gì không bác? Cái này thì thuốc sâu thì thế nào cũng có. Phải phun. À. Không phun thì hỏng mất. À vâng, cũng phải phun thuốc sâu đi cho nó đỡ sâu bệnh các thứ. Đỡ sâu bệnh. Vâng. Có phải tưới nước không bác? Cây đây. Đây ở đây nhà tôi thiên nhiên là chính thôi chứ không có tưới. À không có tưới tiếc gì. Tưới gì ở rừng này. Vâng, không có tưới tiếc gì đúng không? Thế thì trồng cái cây này nó cũng ấy thôi. Nó cây này rồng thì đơn giản. Vâng. Thế nhưng mà để cho nó ra hoa đấy là cả một quá trình kỹ thuật. Đúng rồi, nó phải có một quá trình đúc rút các thứ. Đây, nó bỏ gì đấy thì có khi các bạn lại thích rồi do đấy. Vâng. Vâng, thích nhờ. Nó kiểu dáng bonsai ấy. Đấy. Ai nó chắc phết đấy bạn. Ừ. Cháu thích một cây này quá nhưng mà bác bảo là không, nó xuống xuống Hà Nội nó không ra hoa. Ừ. Thì hơi tiếc nhỉ. Hơi tiếc đấy. Thế thì mấy ông Hà Nội ông nhiều tiền để ông mua chứ ai cứ để. Sao vậy? Vâng. Vâng. Nông dân miền núi ăn gì? Vâng. Hoa. Wow. Đây cháu cũng thấy có tưới nước đúng không bác? Đấy, bác. Vâng. Tưới để cho nó ẩm đất thì dễ đào.
À, cho nó dễ đào, để dễ đào. Nhưng mà cây này khả năng là sẽ có người đặt rồi đúng không ạ? Có người mua rồi đúng không? Người thuê rồi. Và có người thuê rồi. Thường thường là những cây to, người ta thích cây to đúng không bác? Tùy theo. À vâng. Thì những cái nhà mà người ta có không gian sân vườn rộng thì người ta mua cây to. Vâng. Còn những ông nhà nhỏ thì người ta lại thích cây rồng bé trong chậu thì người ta rồng. Đấy. À. Bây giờ cái xu hướng ở Hà Nội. Vâng. Là nhiều gia đình chỉ thích một cây đào nhỏ nhỏ này thôi. Vâng. Rồng một cái chậu. Sau đúng đó rồi, để vâng. Trên cái bàn trà uống nước. Vâng. Một cây đào như này ra rất nhiều ngoài được người ta thích. Vâng. Thì bây giờ cái mốt cây to thì nhà có to đâu mà để cây đào to. Tức ở chung cư thì người ta chỉ cần đúng những rồi. Cây nhỏ nhỏ này đúng không? Đấy, chung cư cần cái này. Vâng. Những cửa tầm thế cho nên tôi lại đi một cái thế là đào mini. À vâng. Tức là mình bán luôn cả cái con này. Bán luôn. Mà cái con nó cũng rẻ đúng không bác? Nó không chơi những loại cái to này mà cái thứ hai gì? Nhiều tiền nó hay vận chuyển nó cũng mất nhiều thời gian. Và tới nay là chính phủ cũng là cũng đã cấm cái đào rừng này rồi đấy. Nên người ta khả năng. À đây bác cũng đang ghép đây rồi bác. Đấy. Bác ghép cái gì đây ạ? Đấy. Bởi vì các cái cành này là các cái cành nó bị lỗi. Bị đấy, lỗi ạ? Bị lỗi tức là nó mình không theo ý thích của mình nữa, mình ghép nó thêm vào đây để cho nó lên một cảnh mới. À. Hoặc là có những cái cành là ghép ra hỏng rồi ta cắt nó đi. Vâng. Ghép cái này có khó không bác? Kể ra thì cũng chẳng khó lắm đâu. Vâng. Ngày xưa tôi lên cái đất Mộc Châu này. Vâng. Tất cả bà con nông dân chưa ai biết ghép vung nó là cái gì. À. Đấy là năm 99-2000 ấy. Ngày xưa bác có học về nông nghiệp không? Tôi thì không có học lâm nghiệp. Tôi bộ đội cho nên chả được học nông nghiệp nhưng mà bác Lân Hùng, Lân Dũng là coi như là các cái người kết nhiều cái chương trình. Vâng. Thế là lươn ốc ích 33 tôi đi với anh Lân Hùng. À giáo sư với Lân Hùng đấy. Đấy hôm nay nói chuyện với bác Lân Hùng nghe thấy bác bảo ôi đây ông này ông phải học tôi đấy. À đấy ạ. Rồi vâng. Thì mới ra cái chiếc ghép. Sau đó thì năm 99-2000 lên đây. Vâng. Đây giữ một cái tập đoàn cây giống của chính phủ. Dạ vâng. À vâng. Sau đó thì rất nhiều cái dự án. Vâng. Mà tôi đi chuyển giao ký. Cách dòng cây hồng, cách chiết chuyển giao công nghệ kỹ thuật đúng không ạ? Thế là bà con nông dân đi cả cái huyện này rất nhiều người biết làm, biết ghép. À vâng. Ghép cây gì bây giờ nông dân biết ghép rồi. À thế ạ. Thậm chí dân tộc người ta cũng biết ghép rồi. Vâng. Mà dân tộc bây giờ lại tạo nên cái lớp thanh niên dân tộc nó lại đi làm rất tốt là đi ghép thuê rồi. À. Kia các bạn kia là toàn dân tộc thế. À thế ạ. Vâng. Làm cho mình chuyển giao công nghệ cho nó đấy. Vâng, cũng là tạo công ăn việc làm cho người ta đúng không? Trả lương cho họ và dạy nghề cho họ. Vâng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì cháu rất là cảm ơn bác Tá cũng đã bớt chút thời gian và đưa cháu đến thăm cái vườn đào thất thốn của gia đình mình. Và bác có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho cháu cũng như là quý vị khán giả. Thì cháu một lần nữa chân thành cảm ơn bác. Vâng, tôi xin đại diện gia đình vâng. Xin cảm ơn các bạn ở kênh Làm Nông TV. Dạ. Đã về thăm vườn đào thất thốn của tôi. Dạ vâng. Và cũng rất cảm ơn đoàn và cảm ơn coi các đồng chí đã về thăm vâng. Và giới thiệu cái cách làm cây đào thất thốn. Dạ vâng. Và tôi cũng rất sẵn sàng để chuyển giao cho các bạn để các bạn được chuyển giao cho nhiều người khác vâng. Để nhiều người cùng làm để chúng ta có nhiều sản phẩm phục vụ xã hội. À vâng. Và xin cảm ơn các bạn ở dạ vâng. Kênh Làm Nông TV. Vâng. Dạ vâng, nếu như mà quý vị các bạn có nhu cầu muốn là mua cây đào chơi Tết đủ các dạng đúng không ạ? Thì vâng. Bác cũng sẽ là đáp ứng đầy đủ luôn đúng không ạ? Vâng. Và số điện thoại của tôi dạ là 0979 dạ vâng 377215. Vâng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu muốn mua cây đào thất thốn này thì có thể liên lạc với lại bác Tá đây ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.